Người dân ở hẻm 215 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Khu vực này có một biệt thự bỏ hoang 10 năm nay và đang trở thành nơi tụ tập ăn nhậu, la hét của nhiều đối tượng vào ban đêm. Biệt thự này thuộc khu dự án khu biệt thự Chiến Thắng của một công ty được xây dựng từ năm 2009. Nó không được sử dụng vì xây dựng sai phép. Tôi cũng nhờ coi như là công an ở đây, như là khu phố ở đây, coi như là tuần tra ở đây, để cho tôi các anh chị em ở đây có yên tâm để ăn mà ngủ. Theo lãnh đạo Ủy ban dân phường Thảo Điền, chủ đầu tư hiện cho một số hộ dân nghèo ở tạm tại các căn biệt thự xây dựng dở dang, bỏ hoang. Lực lượng công an phường đã lập danh sách hồ sơ quản lý các hộ, đồng thời tổ chức thường xuyên kiểm tra ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lạ kéo tới đây ăn nhậu, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân.